Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Economic.net. Đây là trang web chính thức của dự án này. Thì đây là một cái tập các khoản cho vay và crypto hàng rào nhận tiền. Economic.net là một nền tảng kỹ thuật số cung cấp cái dịch vụ tài chính truyền thống cho những người nắm giữ tiền điện tử, và dịch vụ ra mắt của nó là các khoản vay fiat được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp mã hóa. Thì chương trình pre-sale mở bán và chương trình phát triển sản phẩm ở đây đã bán hết, và đang có cái chương trình mở bán reset tết start từ mùng 1 tháng 6 với 1 tỷ 400 triệu CNY. Thì cái số cạp này sẽ bán trước cái lịch trình, có cái lịch trình với cái giá ở đây khởi điểm là 0,06 đô. Các bạn có thể tham gia ngay bây giờ để nhận được cái ưu đãi giá thấp này. Với cái điểm nổi bật của cái dự án này đã đạt đến cái số cạp, chúng tôi đã đạt 6 triệu cái USD và đóng cửa cái giai đoạn phát triển của round sale vào cái tháng ngày 16 tháng 5, với những khoản tiền này là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện kỹ thuật và tổ chức các dự án của chúng tôi. Chúng tôi đã thường xuyên đăng các báo cáo về quy trình triển khai và liên quan đến cộng đồng trong các phiên kiểm tra nền tảng giới hạn. Xin lưu ý rằng khả năng khởi chạy trực tiếp phụ thuộc vào cái số tiền dự trữ được huy động trong cái giai đoạn tiếp theo của round sale. Thì càng nhiều quỹ đi vào cái khu bảo tồn dự án của chúng tôi càng có thể thu hút được nhiều tiền của các khoản vay. Số tiền cứng ở đây hắc hạp là 106 triệu đô sẽ được giao dịch trong giai đoạn dự trữ và bắt đầu từ 1 tháng 6. Thì cái kết quả trước khi bán ở đây, chúng tôi đã quyên góp được hơn 14,7 triệu đô la trong cái đợt resale, và 28% của cái short cap này được đạt được trong 10 giờ. Thì economic.net này đã bán được 94.780.255 mã thông báo CNC và 20.851.656 mã thông báo thưởng nhờ các thành viên danh sách trắng và những người sáng lập quảng cáo quảng bá tại các dự án trên quốc tế, thực hiện quốc tế. Thì cái việc bán mã thông báo này chúng tôi tiếp tục vào tháng 5 2025 với 25.219.745 mã thông báo CNG để lại cho các giai đoạn phát triển của đào sale. Chúng tôi dự định sẽ đạt mức vốn hóa mềm là 6 triệu đô vào ngày 31 tháng 5, mức cứng ở 106 triệu đô sẽ được giao vào cái giai đoạn dự trữ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Và cái MVV đã sẵn sàng, thì chúng tôi đã trình bày MVV cái nền tảng một trước ngày dự kiến. Thì kiến trúc sư và kỹ sư của chúng tôi là Maxin Okushin đã chứng minh rằng thành công hoạt động đúng đắn của cái nền tảng cho vay trong cái kỳ MVP công khai tại hội nghị Blockchain Tomorrow BTC 21 tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 4 với 3 khoản vay tổng cộng là 150.000 KRW won, thì từ 141 đô la được Ethereum chấp nhận thế chấp và đã được khách hàng mời của hội nghị, số tiền được chuyển vào thẻ thanh toán cho khách và Mastercard cung cấp. Tất cả các khoản vay được hoàn đầy đủ, do đó cái chứng minh toàn bộ cái quá trình các khoản vay được bảo đảm và bằng tiền từ được phát hành và được trả lại. Và cái ý kiến pháp lý được từ luật Bright, thì chúng tôi đã có ý kiến pháp lý được dự án từ công ty luật uy tín luật Bright, và mã thông báo này được xác nhận là mã thông báo tiện ích. Và cái này của các bạn có thể tiến hành các yêu cầu chào bán chứng khoán cho các công chúng trong cái việc thực hiện ICO này. Hay đây là cái video về cái giới thiệu về cái economic.net này, các bạn có thể xem giải thích chi tiết hơn về cái dự án này, cái tự lợi ích token sale mang lại. Economic.net là một cái nút sale đối với cái người tham gia những nền tảng economic này, bắt đầu với cái dịch vụ cho vay được hỗ trợ bởi tài sản mật mã. Bạn nhận được tiền thật trên cái tài khoản của bạn đến 50% giá trị thị trường của tài sản thế chấp, và thời hạn của khoản vay từ 1 đến 30 ngày, có thể kéo dài. Khoản vay từ 1 đô đến 110.000 đô sẽ cho hợp đồng. Hợp đồng mà bạn có thể mở nhiều hợp đồng cho bạn cần, và dịch vụ hoạt động này chúng tôi bắt đầu cung cấp khoản vay cho Nga ở chế độ thử nghiệm vào cuối tháng 5. Thì trong cái tháng đầu tiên chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận Ethereum là tài sản thế chấp, sau đó chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận và danh sách các loại tài sản thế chấp. Thì Economic cung cấp cho người dùng cái dịch vụ quản lý tài chính với các tài số tài sản kỹ thuật như cho vay bảo đảm và không có dựa trên cái tiền mặt fiat và tiền điện tử, đầu tư bảo hiểm rủi ro, đọc báo cáo chính thức hay crypto, thanh toán đại lý thanh toán các phát hành thẻ ảo, tích hợp các nền tảng giao dịch lớn nhất như eBay và Amazon, hay trao đổi tiền tử bao gồm chức năng quản lý tài sản bảo đảm. Top 6 điểm mạnh của nền tảng Economic này: đa tiền tệ có thể chấp nhận như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash với tiền điện tử top 10, hoặc thanh toán qua cái USD, Euro, Yên, Nhật. Tốc độ giao dịch tiền fiat, thời gian thử tín dụng của các quỹ fiat chỉ mất vài phút, và bảo mật và minh bạch, giống giám sát giá, hệ thống kiểm tra giá định tài sản thế chấp mỗi phút dựa trên cái dữ liệu của một số trao đổi mã hóa, hai phiên bản alpha đầy đủ các chức năng, với cái quỹ dự phòng bảo hiểm lấy cho mọi người. Thì đối với chủ sở hữu của nó thì có những người đã mua tiền từ để đầu tư chung và dù dài hạn, với cái tốc độ tăng trưởng cao thì
người nhận được cái tài sản mật mã như thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ và các quỹ khởi nghiệp và quỹ cần fiat ngắn hạn. Dành cho các nhà đầu tư thì phân bổ cái nguồn tiền tệ với mục đích thu nhập, hay các nhà đầu tư cái tổ chức quan tâm đến cái lợi nhuận cao và các công ty rủi ro thấp, thì đã đến mức lúc phải cái mạo hiểm rủi ro cái tỷ giá và cái tận dụng cái tối đa tiềm năng tài sản của mật mã để mở cái động kinh doanh. Thế thì làm thế nào để nó hoạt động? Ở đây có cái phương thức cho vay với cái số tiền cho vay hoặc đóng khoản thành vay thành công hay là vay không tiết lộ. Các bạn có thể xem cái quy trình ở đây lender. Với cái số tiền vay đây tối thiểu là 200 đến 10.000 đô và không hạn chế cái số lượng khoản vay của người dùng. Thời hạn cho vay tối thiểu từ 1 đến 30 ngày với khả năng kéo dài tiếp theo. Các câu hỏi khác các bạn có thể để lại email ở đây để chúng tôi có thể trả lời các bạn những cái thắc mắc của bạn trong cái dự án này. Thì đây là cái về cái dự án này, những cái hội nghị thượng đỉnh tại các chuỗi Seoul tháng 2, 12 tháng 4 2018 ở Seoul, Hàn Quốc, hay các hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ, cái Tocoi Thổ Nhĩ Kỳ, hay là OAI không Blockchain Summit 2018 tại Hồng Kông, hay Chain Token bài thi thực thi Blockchain ở London Anh, hay nghiên cứu triển lãm 2018 ở Nga, Block Expo toàn cầu tại Vương quốc Anh, hay những cái Interforum tại Tây Ban Nha, hay nhưng bông hách cây hay ở Nga, Token Blast ở Anh, Blockchain Tomorrow 21 tại Hàn. Thì đây là những cái phương tiện truyền thông của cái dự án này, các bạn có thể tìm hiểu trên như ICO Tracker, ICO Holder, ICO Benz, ICO Coin Tracker, The Tokener, ICO Max, ICO Rule, News BTC, ICO Atlas, Crypto Grid, Coin Delete, ICO Benzana. Thì đây là cái lộ trình giá của cái dự án này. Thì quý 3, quý 4, 2020 hiện tại thì cái dự án 2017 này đưa có cái ý tưởng vào và bắt đầu chạy cái trải nghiệm ở Nga token sale vào quý 2018 này. Với trong tương lai thì nó sẽ có những khởi tạo thủ tục OPO 2020 và tiến hành nó kết nối các kỹ thuật với nền tảng giao dịch. Với cái đội ngũ của các dự án này, các bạn có thể xem tham khảo qua về cái dự án này. Thì cái nguồn gốc ý tưởng tiến hành nghiên cứu blockchain đánh giá crypto hiện có, tạo ra một cái nền tảng và mẫu cho vay. Thì đây là đội ngũ của chúng tôi gồm có CEO đồng lập sáng lập là Ereske Smonovo, kiến trúc sở đồng sáng lập là Asim Olukin, giám đốc điều hành đồng sáng lập là Skin Topper, giám đốc phát triển đồng sáng lập là Maria Sovinavo, Anotasi giám đốc đầu tư, Monica Kot chuyên gia, phó giám đốc đầu tư là Inavosky, Andrei Tikiko bên Hàn Quốc, Rosemary Chan giám đốc tài chính, Alexei Cheno giám đốc phát triển phần mềm, Nico Rin chuyên gia phân tích tài chính, Say Ariso phát triển, Philip Volovo, Elif Metina Avgis Pekurin năm 12 chuyên viện quan hệ Việt Nam ở Dasi Osini, Maya Che, Nakidago Nava, Anas Bokova, Anex Azigoro, Anin Teya Volo, Valet Pansico, Pet Asimo, Ego Chicken. Đây gọi cố vấn gồm có Wadra, Whitlick, Woodlock, Temas, Peter Wilso, Simon Choi, Anderson Hưng, Han Nam Kê Choi. Đối tác của những dự án này gồm Aaron Gregor, Cyber Group, hay là Bright, Sam Saberstein, SEES. Đây là một số kênh truyền thông của xã hội liên quan đến cái dự án này, các bạn có thể xem trên LinkedIn, Medium, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, TikTok, Reddit. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án Economic này. Thì các bạn có thể tham gia ngay giờ cái dự án trong cái đoạn mở cả ground sale cái giai đoạn nhất vào 1 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.